Thì có tác dụng giảm đau tạm thời. Là
Viết chung cái phần của về chung của hai người đấy. Dạ. Như trên như bà sư đã nói thì còn phần riêng là tiền là đất của tôi nữa, riêng của tôi nữa. Dạ thưa tôi đúng. Để lại cho dạ. Các con như thế này này đúng dạ. Không? Ông có thể làm chung trong một cái tờ di chúc, ông ghi rõ của ông là ông ghi là tôi tên là gì, tôi địa chỉ ở đâu, phải rất rõ ràng. Rồi ông mới nói là ông được. Nó cũng là một thuận lợi rất lớn và nó cũng luôn luôn tạo ra cái sức hút để tôi đi theo tranh vàng. Vừa rồi là ca khúc Xa Khơi sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tài Tuệ.